Hello, chào mọi người, mình là Oli đây. Hôm nay thì mình đi đến cái trung tâm thi đổi bằng lái xe của cái tỉnh Toyama này để mà đổi bằng lái xe mọi người. Bởi vì ở bên Nhật này mà người ta từ lúc mà mình thi để người ta cấp bằng cho mình á, cho đến khi mà được 2 năm á thì mình phải đến cái trung tâm chính của tỉnh á để mà mình đổi lại cái bằng, lấy lại cái màu khác. Cái hồi đầu mình mới thi lấy bằng là cái bằng của mình là màu trắng, và bây giờ thì mình sẽ đi để mà đổi lên màu xanh lá, và cái phí là khoảng tầm 3.8-3.9 gì đó. Thì trên cái trung tâm á, người ta sẽ gửi cái giấy báo về cho mình để mình biết cái ngày giờ mà mình đi đổi. Thì đi đổi bằng ở đây thì mình sẽ ngồi đây và mình sẽ đi vô trong cái chỗ đó rồi mình học một tiếng. Và bây giờ thì bắt đầu là Oli đi vào để đăng ký đây. Mọi người đi theo Oli để biết thêm thử là ở bên này thì mình đi đổi bằng như thế nào nha. Đây là cái bãi đậu xe của cái trung tâm đổi bằng lái xe nha mọi người. Rất là rộng lớn luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên phía bên trong để mà đổi bằng lái xe. Thì trước tiên là mình phải đi đóng phí trước đã, rồi sau đó thì người ta mới hướng dẫn cho mình là đi lên cái phòng nào đó. Thì bây giờ mình đang bắt đầu là sẽ đi vào bên trong để mà đóng phí. Đây là phía bên ngoài của cái trung tâm đổi bằng lái xe của tỉnh Toyama mình. Đây là khi mà mấy bạn thi ở cái Karimen á, cái bằng tạm thời thì mấy bạn thi ở trung tâm, nhưng mà khi bạn thi cái bằng chính thức á, cái bằng Hongmen á, thì các bạn phải đến đây để thi nè. Trời ơi, tình trạng rất là đông nha mọi người. Người đang xếp hàng rất là đông luôn. Hôm nay là chủ nhật cho nên rất là đông luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu 2. Nikai. Nikai được onsen số 22. Không có biết là phòng nào luôn á mọi người. Bây giờ thì mình đã vô phòng và mình đang ngồi ở đây. Mọi người đều đang ngồi trên ghế để đợi giáo viên sẽ giảng bài cho mình á. Nhưng mà mình nghe lại là 2 tiếng chứ không phải là 1 tiếng. Kiểu này chắc buồn ngủ chết luôn á mọi người ơi. Mình làm sao chống cự nổi 2 tiếng khi mà nghe giáo viên người Nhật nói hoài mình cũng không hiểu luôn á. Cuối cùng thì mình cũng đã đổi được cái bằng lái xe rồi mọi người. 2 tiếng học ngồi nghe buồn ngủ gần chết thì mình cũng đã đổi được cái bằng từ màu xanh lá sang màu xanh dương nha mọi người. Và cái bằng này nó có hiệu lực là 3 năm rồi mới tiếp tục đổi nữa. Thiệt là mừng quá đi. Nói thiệt sự ra là mình ngồi mình nghe mình không có hiểu cái gì mấy hết á. Ngồi mà ngáp lên ngáp xuống mà buồn ngủ. Chúng hồi đi vội đói bụng nữa. Bây giờ mới lấy xong được cái bằng mừng hú hồn luôn á. Ten ten. Sau một ngày mệt mỏi thì mình đã đổi được cái bằng lái xe từ màu xanh lá sang màu xanh xanh dương đi mọi người. Cái màu xanh lá là bắt đầu từ cái lúc mà mình thi bằng lái xe cho đến khi mà mình nhận được cái 2 năm thì là họ sẽ cấp cho mình là cái bằng lái xe màu xanh lá. Và sau 2 năm mình không vi phạm một cái lỗi giao thông hay là xảy ra cái sự cố gì đó thì mình sẽ được người ta gửi giấy đến và yêu cầu mình là đi đổi sang cái bằng màu xanh dương, giống như là lúc nãy mình mới dơ cho mọi người xem đây. Thì cái bằng màu xanh dương này là có giá trị hiệu lực đến 3 năm mọi người. Sau 3 năm thì họ sẽ gửi giấy tiếp cho mình, lúc đấy mình đổi cái gì đấy thì mình chưa có biết. Hiện tại thì mình chỉ biết là mình đã đổi sang được cái bằng 3 năm kể từ cái thời gian mà mình thi bằng lái xe đến bây giờ. Sẵn tiện thì mình cũng nói sơ về cái bằng lái xe ở bên này. Bằng lái xe ở bên này nó thi mắc lắm mọi người. Những cái chỗ mà thi tập trung á, là mình nộp tiền vô rồi mình vô trong ký túc xá mình ở trong vòng 2 tuần á, thì cũng đã 18 đến 20 man. Còn giống như là mình chọn cái cách là thi giống như mình là tới trung tâm ở gần nhà mình để thi thì cái lệ phí của mình á, là tầm 30 man, là mình ướm chừng thôi nha, là khoảng là 60 triệu tiền Việt Nam mình. Ngoài ra là khi mà mình học không có đạt yêu cầu của cái bài hôm đó thì mình phải học lại. Thì mỗi lần học lại như vậy là mình mất 5 sen một tiếng mọi người. Cứ mỗi bài mà đánh giá không đạt là mất 5 sen. Mà nhiều bài không đạt là mình tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà ở cái trường của mình là không có cho mua cái cốt sự là gọi là bao học rớt, mà cứ
giáo viên đánh không đạt á là mình cứ phải nộp tiền học lại, rất là tốn tiền. Rồi còn là thi lại á, thì thi lý thuyết á thì là mỗi lần rớt thi lại là 1.4 cent, tầm khoảng là 280 đi. Khi mà mình thi rớt thực hành á mọi người, là một lần thi rớt là hết 5.5 cent, cộng thêm mình phải đóng thêm một man là khoảng tầm 2 triệu á, là để mình trả cho cái người giáo viên sẽ dạy cho mình lại một buổi, một tiết, để hướng dẫn lại cho mình là tại sao mình thi rớt cái bài đó. Tổng cộng là hả 1.5 man là tầm khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu gì đó nữa, thì rất là cao. Thì thi lý thuyết thì bạn thi rớt nhiều lần cũng không sao không, tại vì rớt nhiều lần nhưng mà phí rất là rẻ. Nhưng mà thi thực hành mà để rớt nhiều là chết tiền luôn mọi người. Thì hôm đó là Oli học là tổng cộng là hết là 30 man, rồi cộng thêm là bị giáo viên mấy cái buổi đầu mới vô học là không có biết gì á, là bị đánh là không có đạt, tốn hết là 1.5 man nữa. Còn thi lý thuyết thì rất là may vì mình là cũng gọi là thuộc dạng là siêng năng cần cù á, cho nên là lần một mình đậu ngay một lần luôn, và thi lần hai là trên 90 điểm là mình đậu, mình cũng đậu một lần luôn đó. Thì thực hành thì thi lần một là thi cái người ta gọi là Carryman á, thì mình cũng đậu một lần. Nhưng mà thi lần hai thì mình bị phạm một cái lỗi, đó chính là ngay cái bảng Tomare mà không dừng với một cái số lỗi gì đó nhỏ nhỏ, thì sau đó thì mình bị tạch rớt. Thì cái quy cách mà chấm điểm ở bên này á nó khác ở Việt Nam, có nghĩa là giống như là giáo viên sẽ cho mình là một trường sẽ cho cái thang điểm là 100 điểm, mình làm sao mà khi mình thi á mình còn 70 điểm trở lên là mình đậu mọi người. Còn nếu mà mình bị trừ quá nhiều á, còn có 60-50 là mình bị rớt, hoặc là những cái lỗi thì nó quy định rất là nhiều. Ví dụ như mình quên kakunin, quên xác nhận á, thì mỗi lần như vậy sẽ trừ 5 điểm. Mà mình quên dừng tomare là rất là nặng, có thể là 15-20 điểm. Rồi đi ra mà bị dừng giữa đường á, hoặc là tránh người đi bộ mà tránh gần quá cũng bị trừ điểm cao. Nói chung là có những một số cái lỗi rất là nặng. Thì lúc mà mình đi học mình nhớ chú ý là giáo viên lưu ý cái chỗ nào, giáo viên thực hành lưu ý mình cái gì thì mình nhớ, mình ghi lại trong vở để sau này khi mà mình thực hành thì mình tránh những cái điều đó ra. Thì Oli bị cái lần hai là bị thi lại, lần hên là lần hai thi lại xong thì đậu, chứ không là chết tiền luôn mọi người. Thì sau khi được 2 năm lấy bằng lái xe thì Oli đã đổi lên từ cái bằng màu xanh lá chuyển sang màu xanh dương rồi. Thì mình lái xe bên này mình cũng sợ lắm mọi người, tại vì luật ở bên này rất là chặt chẽ. Cái thời gian đầu á, nếu như mình phạm lỗi á, thì cái tiền bạc kinh á là nó là nhẹ hơn, nhưng mà cứ từ càng cái thâm niên lái xe của mình càng cao á thì cái tiền bạc kinh nó càng lớn, cho nên là phải là hết sức cẩn thận. Đặc biệt là những cái lúc mà mình lùi xe hoặc là mình xin sang đường rồi đó, mà Oli thì không có đi nhiều cái đường ở trung tâm á, tại vì mình cứ hay đi lịch trình của mình là chỉ có đi từ nhà đến trường đón con để đi làm á, cho nên là mỗi lần mà đi vô trung tâm chính á mình vẫn bị luống cuống mọi người, tại nhiều làng quá mình không đi không có quen đường, nên mình cũng rất là hồi hộp, rất là kinh trồ, bởi vì bên này luật nó nghiêm mà lỡ bị phạt cái thì chết luôn á nên rất là sợ. Cho nên là hy vọng là mọi người cũng lái xe cẩn thận. Video của Oli đến đây là kết thúc rồi, hy vọng là mọi người có thêm một cách nhìn mới về cái việc thi và đổi bằng lái xe ở bên Nhật. Nếu như mà mọi người có thắc mắc gì về cái kinh nghiệm thi bằng lái xe, hay là muốn Oli chia sẻ về cái cách mà Oli đã thi bằng lái xe và đậu một lần như thế nào, thì có thể comment ở bên dưới clip. Nếu mà Oli đọc được cái comment đó, Oli sẽ trả lời cho mọi người. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo nha. Mọi người nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share để ủng hộ cho Oli nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sayonara.